Thưa quý vị, ở khu vực miền núi, nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm và người dân thường có thói quen là đốt lửa để sưởi ấm. Tuy nhiên, vì sự bất cẩn mà không ít sự việc đau lòng đã xảy ra. Vào dạng sáng nay, mùng 2 tháng 2, tại huyện miền núi Tây Giang của tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ cháy thiêu dụi nhiều nhà dân cũng chỉ vì đốt lửa sưởi ấm. Vụ cháy xảy ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 2 tháng 2 tại thôn A Rưng, xã A San, huyện miền núi Tây Giang của tỉnh Quảng Nam khi phát hiện vụ việc, đồn biên phòng Asan đã cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an dân quân địa phương tìm cách để khống chế ngọn lửa. Nhưng do thời tiết hanh khô kèm theo gió mạnh, chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa đã thiêu dụi 5 nhà chính và 3 nhà bếp của người dân địa phương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân sử dụng lửa để sưởi ấm, sau đó thì lửa bùng phát. Hiện nay mỗi hộ gia đình nhận được 6 triệu đồng tiền hỗ trợ để ổn định cuộc sống ban đầu. Trong các chương trình của VTC14, chúng tôi cũng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về việc đốt than hay là đốt lửa sưởi ấm trong mùa rét, tiềm ẩn hiểm họa có thể gây ngạt khí, dẫn tới tử vong và cũng có thể gây ra các cháy nổ, cháy nhà gây thiệt hại lớn. Thế nhưng vẫn có không ít người dân, các hộ gia đình vẫn dùng cách sưởi ấm này.